Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy nhạc của hãng Brother, có model đó là RJ2150. Thì đây là một dòng máy nhạc di động cầm tay, mình có thể là mang theo bên người, rất tiện lợi trong quá trình in ấn và di chuyển đi lại khắp nơi, mà nhưng vẫn có thể là in ấn được những cái tem nhạc hay là giấy bill ra. Thì đây là dòng máy nó kết nối bằng là wifi và bluetooth, thì mình có thể là kết nối với những thiết bị smartphone của mình hay là những cái tablet để mình có thể là in ấn một cách rất là tiện lợi và dễ dàng. Thì mọi người hãy cùng em khám phá chiếc máy này. Thì hiện tại trên bàn em đây là một số cái phụ kiện mà khi mọi người mua máy thì sẽ có đi kèm ha. Thì đầu tiên em giới thiệu một số phụ kiện trước ha. Thì đây là cái dây nguồn này, dây adapter, mục đích là để cho mình sạc pin cho cái dòng máy này. Thì như em nói ban đầu, đây là dòng máy di động không dây cầm tay theo bên người, nên thật ra nó sẽ phải có pin để phục vụ cho mình trong cái quá trình đó. Thì đây là cái cục adapter để sạc pin ha. Đó. Tiếp theo đây là dây kết nối USB. Kết nối USB mục đích là kết nối USB giữa cái máy in này và máy tính, nếu như mà mọi người muốn in từ máy tính ra. Tại vì khi xài trên máy tính thì chắc chắn là cái phần mềm rồi mình thiết kế trên đó nó sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn, thì mình có thể cắm vào đây in trực tiếp từ máy tính nha mọi người. Thì để mình in ra. Thứ ba là cái này thì để mình có thể là móc vào bên hông này, kẹp với nó, mình gắn vào cố định cái máy này và móc vào bên người để cần tiền trong việc di chuyển đi lại, tránh cái rơi rớt ha, cầm tay. Thì đây là chiếc máy của mình, em cầm cho mọi người xem ha, khá nhỏ gọn này, chắc bằng tầm bàn tay của mình ha. Đó, mọi người có thể xem. Rồi phía trước này thì nó có màn hình, đây mọi người có thể xem màn hình thể hiện đã đi, và bên này là trạng thái pin, bên này là kiểu kết nối wifi bluetooth ha. Một số cái trên này mình có thể là vào menu để xem một số cái cấu hình bluetooth, cấu hình LAN, cấu hình giấy, cấu hình setting. Rồi trong này, bên này là phím nguồn, đây là phím báo hoạt động ha, lên nguồn hoặc xanh hoặc đỏ thì mình báo lỗi. Rồi mọi người có thể xem ha, cái chiếc máy được làm màu đen, cầm vào nó khá là chắc chắn nha mọi người. Đây, xung quanh đây được làm bằng nhựa, xung quanh này thì nó được phủ một lớp nhựa nhé mọi người, hầu như là bằng nhựa này đó mọi người có thể những nhìn nó cũng rất là cứng cáp và chắc chắn đấy. Cầm tay nó cũng không là quá nặng đâu ha, để nếu mình treo bên người đi hoặc là cầm mang theo thì cũng không quá nặng. Thì một số thông số của chiếc máy này, em mở nắp máy lên nè. Đây, cái hộp bên trong này mình có thể là đựng giấy ha, đựng quần giấy. Giấy thì mình có thể là sử dụng hai loại giấy ha. Một đó là cái loại giấy liên tục như thế này, mục đích là để mình in cái bill ra. Hai là mình có thể là sử dụng những cái loại giấy decal mà mình có thể là bế điểm đen dưới, đi điểm đen hoặc đi gáp dưới, nó sẽ đọc và nó sẽ hiểu được cái giấy của mình. Thì cái máy này có kích thước độ rộng đầu in của nó là 2 in, tương đương với 54mm. Nếu mà 54mm thì mình sẽ sử dụng đối với cái dòng cuộn bill này nha mọi người, khổ bill 54, còn nếu mà khổ decal thì maximum của nó là 51mm nha mọi người. Đó là vì nó có thêm cái lề hai bên đó, nên là 51, còn nếu mà khổ bill thì nó sẽ là 54. Đó, vậy là cái đồ phân giải của dòng máy này đó là 203 dpi, và tốc độ in maximum của nó đó là 4 in/giây, tương đương với là 152mm. Nó đầu tiên đánh giá sơ bộ về chiếc máy này rất là nhỏ gọn, tiện lợi cầm tay ha, nhìn cầm khá là chắc chắn. Kết cấu bên ngoài ha, và một số cái kiểu kết nối thì như ban đầu em có giới thiệu, thì nó có kết nối wifi bluetooth, và nó có hệ hỗ trợ đó là AirPrint và M-Fi. Khi mà mọi người kết nối ha, một số cái kiểu kết nối không dây nó hỗ trợ như em vừa nêu trên. Thì bây giờ em sẽ lấy điện thoại và kết nối in thử cho mọi người xem ha. Thì mọi người có thể là kết nối wifi với nó ha. Để ở đây em sẽ kết nối thử cho mọi người xem. Đây, mọi người kết nối wifi với cái chiếc máy này. Đó. Kích vào, tại vì em đã kết nối rồi thì giờ bấm kết nối lại, nó khá là nhanh đó. Nếu mà không thì mình cũng nhập password của chiếc máy xong rồi nhập kết nối thôi, khá là đơn giản ha. Bluetooth cũng tương tự như nha mọi người. Đây, mọi người nhấn Bluetooth thì cũng tương tự, kết nối khá là dễ dàng. Khi mà mình kích hoạt cái Bluetooth lên thì trên cái thiết bị di động của mình, Android hoặc iOS đều được nha mọi người. Hoặc là mình có thể hỗ trợ là kết nối qua AirPrint nha mọi người, hoặc là MiFi đó. Thì ví dụ như mọi người có phần mềm mọi người thiết kế, mọi người in, thì ví dụ như em giờ em in trên cái Notepad hoặc Excel gì đó cũng được ha. Thì em in thử cho mọi người xem ha. Nè, bấm vào in, sau đó thì mình thiết lập cái khổ giấy ở trên này, sau in, nếu mà chọn máy in này
Đó, mọi người thấy không? Nó sẽ có main in ở đây à. À, thì đó là trong mục tùy chọn main in rồi ha. Để sau đó thì mình khi đó mình bấm in. Thì mình đã đọc các cái nốt. Đấy. Thì nó sẽ in ra. Rồi, em sẽ in thêm cho mọi người mình xem ha. Cái tốc độ in của nó thì khá là nhanh đó. Như em nói này là 4 in tương đương với 152 mm. Đó, ví dụ em in thêm số lượng copy 2-3 bản đi ha, nhiều cho mọi người xem ha. Đó, mọi người có thể xem đây là nó vừa in ra. Thì đây là em đang sử dụng giấy, giấy này nó có cái lacquer mình sẽ rất là tiện lợi dễ dàng ha. Đó, đây là em đang sử dụng, đây là giấy giấy để can ha, giấy nhiệt. Đây là dòng máy in nhiệt nha mọi người, in nhiệt mình sẽ in giấy cảm nhiệt ha. Để can mình sẽ lột dán lên trên cái sản phẩm của mình để mang theo bên người. Thì tiếp theo em sẽ tiến hành in trên cái khổ giấy liên tục, giấy bưu này cho mọi người xem ha. Đây thì cái file thiết kế thì mọi người có thể thiết kế theo tùy tùy theo ứng dụng từng phần mềm khác nhau mình thiết kế. Thì em đang in thử trên một cái file Word hay Notepad hay gì đó thôi ha. Đây em đang in trên một cái file hình, đang in theo Airbrush chứ cái kiểu biểu hình là chế độ hình này. Đó, thì mình bấm in. Thì lúc đầu em mà kết nối rồi đó, thì nó ra. Sau đó thì mình xé này, nó có cái răng cưa dưới này để mình xé. Đây mọi người có thể xem cái chất lượng in của chiếc máy này ha. Đây máy có độ phân giải 203 dpi nên cái độ sắc nét của nó thì cũng nằm ở một mức vừa phải đây ha, chữ rõ nét đọc được ha, chứ không quá là sắc nét nha mọi người. Để em in một vài bản in nhiều nhiều lên xí ha, để mọi người có thể thấy ha. Đây mọi người có thể thấy không? Đây em in 4 bản đi, nó cắt cắt ra một cái mình như thế này, nó sẽ rất tiện lợi dễ dàng. Cái bản in của mình nội dung bao nhiêu thì nó sẽ cắt dừng lại ở cái vị trí bao nhiêu để cho mình có thể là xé ha. Tại vì đây em đang in 4 bản in in liên tục. Cái máy này nó không tự động cắt nha mọi người, mình nó có cái răng cưa ở đây, mọi người có thể thấy có cái răng cưa ngay cái chỗ ra ở đây nhá. Đấy, thì để mình để giúp mình có thể là xé cái giấy này một cách rất tiện lợi và dễ dàng. Thì đây là khả năng in ấn của cái dòng máy Brother RJ2150 này. Thì vừa rồi em đã giới thiệu một số tính năng cũng như là in thử cho người xem về cái khả năng hoạt động của chiếc máy Brother RJ2150 này. Thì như mọi người có thể thấy nó rất tiện lợi để mình có thể là mang theo bên người và thực hiện cái công việc đó là in ấn những tem nhãn hoặc là những cái giấy in bưu ra ngay lập tức rất là nhanh chóng, kết nối cũng dễ dàng với những cái thiết bị như smartphone, điện thoại của mình rất là tiện lợi. Thì nếu như mọi người cần tìm hiểu thêm về dòng máy này hoặc là cần tư vấn thêm, mọi người có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.